Mình dùng mana mình không có tính toán gì hết trơn. Thôi về các bạn ơi, về bạn tôi. Mình nghe tiếp bài này nhé các bạn. Là cả khoảng trời trong em. Review lẩu ăn liền đi chị. Lẩu ăn liền hả? Lẩu ăn liền là gì vậy? Lẩu ăn liền. Lẩu ăn liền, lẩu tê cây, Trùng Khánh, Shopee Việt Nam. Nồi lẩu tự phê really TikTok, hương vị chuẩn Trùng Khánh. Nghe Trùng Khánh giống cái con côn trùng gì ta, giống như là mấy cái con côn trùng ở trong phim kiếm hiệp á. Kiểu mấy cái vị thuốc mà kiểu bắt ở trên núi xuống, trong rừng xuống hay sao á. Nghe giống tung của ta. Nó là có cái bịch gì á, bỏ nước vô là sôi lên hay gì á mẹ Vy ơi. Tung của chớ gì nữa. Ok, vậy chắc trong tuần này mình sẽ order thử về ha. Order về thử ở Shopee nè, chắc order tầm 2-3 ngày là người ta sẽ giao. Chào Tippy, tôi là Dắt hả? Ông là Dắt team tôi hay team người ta vậy? Dắt. Ờ Dắt team tôi. Ông ơi gánh team nha ông. Mọi sự trông cậy vào ông đấy Dắt à. Sao hay vợ trùng hợp vậy? Đánh clone gặp là sao? Vậy là đánh ông đang đánh ặc clone của ông hả? Tôi có đánh rank bao giờ, đây là trận đầu tiên đánh rank mà. Hai mùa rồi tôi mới chơi lại nè. Mùa trước là tôi không hề đánh một trận rank nào luôn. 10 trận đầu tôi còn chưa đánh xong nữa. Ok, vậy chắc là trong tuần này mình sẽ up một cái clip gọi là review lẩu lẩu tự xôi gì đó. Review lẩu ăn liền. Cái gì? Trùng Khánh à? Ờ Trùng Khánh. Tuần này nha mọi người, mình sẽ order cho Shopee về xem thử có ngon không mà mọi người kêu là mình review. Ok nha. Có gì up clip lên mọi người nhớ xem nha. Mình sẽ mời, chắc là mời ai ăn cùng ta. Một hộp lẩu mà nghe nói lẩu là mình thấy nhiều đó, không biết là mình ăn hết không nữa. Hay là mình mời một vị khách mời nhờ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu rằng ta còn như lúc xưa. No God! No God! Please no! No! Mình sẽ nghe bài này tới khi nào mà mình kiểu cảm thấy là hát ổn nhất. Sau đó mình sẽ cover tặng cho mọi người. Mọi người hãy đón chờ MV đầu tay của Tippy nha. MV đầu tiên trên YouTube Tippy TV. Mình đang tính làm cái parody bài mời anh vào team em nè. Nhưng mà kiểu mình mới nghĩ ra mấy cảnh hơi bạo một tí xíu, nhưng mà mình chưa dám làm tới. I love you xíu à. Xui nhờ các bạn. Mình dùng mana mình không có tính toán gì hết trơn. Thôi về các bạn ơi, về bạn tôi. Mình nghe tiếp bài này nhé các bạn. Không biết là các bạn nghe hồi các bạn có ớn không. Tại vì mỗi lần mà mình kiểu muốn hát bài gì là mình nghe bài đó nhiều lắm luôn á. Tội nghiệp cho con bé, con bỏ đam luôn nè. Bài này là bài màu nước mắt mà Eric cover. Các bạn nghe giọng Eric là các bạn đoán được à, giọng nó đặc biệt lắm, có một tí gì đó đặc biệt lắm. Mình cực thích
giọng của Eric luôn ý. One hour later. Chuột này nó không nhảy lắm hay sao á? Mình nãy giờ mình đẩy chuột mà hả? Nó cứ chậm 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 sao á các bạn ơi? Tận cùng của nỗi nhớ, có biết là gì không? Nope. Tan vỡ luôn. Thôi, cái giọng đó lạ nha. Yuri Triple Kill. Trời ơi, lâu rồi không đánh rank, đánh lại đã quá các bạn. Anh có biết là gì không? Anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của nỗi nhớ. Anh có biết là gì không? Trời, nó chạy theo là cái cục này nó chạy theo mình nè các bạn. Má mình cứ bị kẹt cái chỗ cục này nè, khó đi quá à. Đúng kiểu khó đi luôn á, mình không biết đi sao luôn á. Em vô tình vì lấy anh, la la này. Trời ơi, thua luôn. Đúng là kiểu ví dụ như mà đi land có win thì kiểu chủ yếu cũng nhờ về combat đúng không? Khó ghê. Lật kèo khó vậy.